À, chúng ta đi qua phần tiếp theo là nâng cấp cái này thành máy quản trị vùng DC Domain Controller ha. Và chúng ta sẽ vào cái máy của mình đóng cái DNS này lại. Mình vào cái phần quản trị nè. Mình Edraw trên góc nè. Hoặc là mình mở ở phía dưới mình Edraw cũng được. Đây, cũng được ha. Đâu cũng được hết. Và mình chọn lại, mình bỏ cái skip này đi. Next. Rồi ở chỗ này mình sẽ select cái row của nó. Hôm trước mình làm là Active Directory. Đây là cái này nhá. Active Directory Domain Service. Bấm vô đây. Chọn add vào. Rồi, next. Next tiếp. Next luôn nha. Next finish. Ở đây mình install. Thì chỗ này nó cũng quá trình cài đặt mình cũng tương tự, mình có thể đợi khi nào mà nó nói là successful ở đây thì mình đã cài xong. Còn nếu không thì mình đợi nó một tí. Nhập mới hay là nhập cũ? Nhập bắt mới hay là nhập bắt cũ? Nhập luôn B. Ừ, B đi, B B B B gì đó, B B hoa A cộng S đi. Rồi sau khi mình cài xong đây AD nè, cài xong thì mình lên cái dấu chấm vàng này nè, mình lên cái dấu chấm vàng ở phía trên đó, mình lấy chuột vô đây, lấy chuột vô dấu chấm vàng ha. Như vậy thì promote this server to domain controller là hồi nãy mình mới cài dịch vụ thôi, mình chưa cấu hình. Bây giờ mình sẽ lấy vô đây mình cấu hình thì nó sẽ nói là cái domain controller này đã tồn tại, mình là mình tạo mới hoàn toàn, và cái tên của mình là AMC, nó trùng với lại cái DNS mình cấu hình hồi nãy nha. À, Quang Bình chấm con. Nếu như mà mình cài khác tên khác thì tí nữa mình phải vô DNS mình cấu hình lại. À, còn mình hồi nãy mình cố tình mình cấu hình DNS trước để bây giờ mình cài thì mình cài đúng cái tên đó luôn, AMC Quang Bình.com net. Win 16 domain. Ok. Nó đang lót tí xíu. Đợi tí. Rồi nó lên thì mình làm các bước tương tự như lúc nãy mình đặt IP. Để chuột vô.
Rồi ở đây mình sẽ thiết lập password cho nó. Password mình để là B A cộng S, thử coi nào. B hoa A cộng S net tiếp tục. Rồi nó sẽ cài đặt ha. DNS của mình hồi nãy là mình có cài rồi, cho nên ở chỗ này mình không có re-a cái DNS. Nếu mà mình muốn thì mình sẽ chọn cái phần deletion đây. Rồi, net. Rồi nét luôn. Nét. Tiếp tục. Rồi chọn cài đặt install. Mình để RAM nó hơi nhỏ, cài lâu. Ok. Mình sẽ khởi động lại thì nó sẽ cho mình vô cái domain mình.
Người vào thôi. B A cộng S Enter thì ngay lần đầu tiên các bạn đăng nhập với domain controller thì nó yêu cầu bạn đổi lại cái path tí xíu. Như vậy thì mình có thể đổi cái path này làm sao cho nó dễ nhớ. Ví dụ như là password, password nó yêu cầu phải có độ phức tạp admin A cộng D min 123 A cộng D min 123. Rồi như vậy mình sẽ đặt là A cộng D hoa min admin á 123 là nó đủ có chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt, số. Rồi next password enter không giống nhau. B A cộng S A D min 123 A D min 123. Rồi ok, đã thành công. Rồi mình đăng nhập vô lại với quyền admin. Vô DC của mình kiểm tra ở cái property server của mình. Đây, nó đã nâng cấp. Đây, computer name DC là DC1 nè. Computer name là DC1 amcquangbinh.com nè. Và domain nè, thấy chưa? amcquangbinh.com. Ngày khi mà các bạn thành công như thế này là các bạn đã nâng cấp xong domain. Thì buổi hôm sau mình sẽ tiếp cái phần là tạo user. Tạo user và quản trị phân quyền trên domain. Đó là bài tiếp theo. Ok.